Mang bầu thật tuyệt, nhưng nó có một số nhược điểm, và trong số đó là thu hút sự chú ý của mọi người. Các cô gái bắt đầu chọn tên cho em bé trước. Được rồi, quyển bách khoa toàn thư về tên đây. Anh yêu, anh có thích tên Archibald, Benedict, Cornelius, Johann, Strauss? Mình không nghĩ Ryan quan tâm. Ý là vũ trụ đang gặp nguy hiểm, nhưng số phận của em bé phụ thuộc vào cái tên. Biết rồi nha. Obi-Wan hay là A2-D2 tốt hơn nhỉ? Chewbacca thì sao? Tội Ryan. Thật bình thường khi ai đó rơi vào tình huống như vậy, họ khóc rất nhiều. Khóc không vì lý do gì cả. Nhưng nhìn này, nhẫn cưới trở nên quá nhỏ rồi. Nó không còn vừa với tay nữa, bởi vì sự sưng phù khi mang thai. Được rồi em yêu, chúng ta sẽ tìm cách. Có rồi. Nhìn này, em thích chứ? Nhẫn mới, nó thật đẹp, không thể tin được. Bây giờ có người phải khóc rồi đây. Mình quá mệt vì chờ đợi rồi. Em lâu quá rồi đấy. Cái gì? Anh mệt sao? Hả? Anh ấy không biết là rất khó khi đi bộ với chiếc bụng lớn sao? Được rồi, anh ấy sắp phải chịu rồi. Thêm một vài vật nặng. Khóa nó lại và đi thôi nào. Tướng đi của Ryan thay đổi. Anh yêu, nhanh nào. Trang trí lại căn hộ là một vấn đề lớn. Các mẹ bầu lại rất thích điều này. Ý tưởng dành thời gian rảnh để trang trí với cọ và màu sơn. Nó không thú vị đâu. Nhưng có vẻ anh ấy không có sự lựa chọn nào, bởi vì cô ấy đã quyết định dừng luôn rồi. Sơn tường màu xanh rất dễ, mặc dù nó trông khó đấy. Penny không vui, nên cô ấy sẽ làm điều gì tiếp đây? Hồng, muốn màu hồng, bạn có thể làm gì chứ? Đây, xong nha. Lại sai rồi, màu vàng thì sao? Nhưng nó đã từng là màu vàng. Thật tuyệt, thật hoàn hảo. Chỉ là quay trở lại giống như ban đầu thôi. Làm thế nào bạn lại khóc khi nhìn vào một đĩa dâu tây? Nó xảy ra rồi đây. Sao vậy em yêu? Em không thể loại bỏ cái này. Yeah, vấn đề đấy. Thật tốt khi có một người đàn ông quanh bạn. Cuộc sống sẽ lại tốt và hạnh phúc. Ừ không, sao nữa vậy? Anh đã loại bỏ nó rồi. Hãy nhìn những hạt này, chúng thật xấu. Cái gì? Nhiếp đây anh yêu à, lấy chúng ra giúp em nha. Anh ấy có thể làm mọi thứ để mẹ bầu vui vẻ, kể cả việc loại bỏ các hạt trên dâu tây. Làm tất cả vì em nha, em yêu. Được rồi, tốt hơn rồi. Anh thật tốt với em. Một ý kiến hay. Chụp một bức ảnh gia đình trong khi mẹ mang bầu. Tuyệt, cô bạn đã đồng ý giúp. Và bạn trai của bạn thậm chí đã đồng ý mặc bộ đồ dễ thương này. Bây giờ chụp thôi nào. Làm vậy này. Và thế này. Quá nhiều sự sáng tạo. Và hài hước nữa. Buổi chụp hình thật lâu nhỉ. Tất nhiên là bạn sẽ có được các bức ảnh đẹp. Và cuối cùng bồng cô ấy lên, thật đẹp. Họ rất hào hứng để xem các bức hình, nhưng họ không hài lòng về nó, bởi vì điều duy nhất trong các bức hình là chiếc bụng bầu. Thế còn chúng mình, thất vọng làm sao? Dành thời gian với bà nội cũng là một vấn đề lớn đấy. Con trai còn có nhớ cái núm yêu thích này hay không? Một chiếc núm cũ sao? Trời ơi! Mẹ của Ryan luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Và nhiều hơn. Có vẻ em bé sẽ có mọi thứ rồi. Thứ còn thiếu duy nhất là xe ba bánh. Bobo nhỏ bé, con làm gì ở đây vậy?
cái bô cũ của Ryan. Quá nhiều đồ rồi. Có vẻ như Penny không thích những thứ này. Toàn những món đồ cũ. Ba mẹ muốn giúp, nhưng không phải ai cũng thích. Mẹ bầu luôn cần sự giúp đỡ để mang được giày của cô ấy. Đôi giày yêu thích đây rồi. Wow, có vấn đề rồi đây. Đôi giày không vừa. Thật lạ, sao giày không đổi mà. Yeah, trừ việc chân mình bị phồng. Yep, một lý do khác để khóc rồi. Nhưng không lâu đâu, bởi vì bạn trai cô ấy rất vui khi bồng cô ấy. Anh rất may mắn khi có em. Dinh dưỡng tốt là chìa khóa để phát triển tốt. Khi bạn có em bé, điều này rất quan trọng đó nha. Món salad là món quan trọng trong thực đơn. Đừng quên bảo bạn trai bạn mua thêm một vài thứ. Trừ việc nói chuyện điện thoại và lấy đồ ăn từ tủ lạnh cùng một lúc. Đó là một ý kiến tồi đấy. Ồ không, mình để điện thoại trong tủ lạnh rồi. Bạn có thể mong chờ gì vào Penny nếu cô ấy trộn salad với kem tươi và trang trí nó với một trái cherry phía trên. Oh, yummy! Điện thoại đâu rồi ta? Đã một thời gian kể từ khi Ryan gọi. Mình hẳn là để nó trong bếp. Nó thật không dễ dàng. Nó trở thành một cuộc săn tìm kho báu. Nó không có ở đây. Chà, nó có thể ở đâu được? Ryan về nhà còn nhanh hơn việc cô ấy tìm điện thoại. Bắt đầu một cuộc tìm kiếm nào. Đường để đến với điện thoại là qua dạ dày. Xem nào, chúng ta có gì trong tủ lạnh không? Điện thoại của em đây này. Yeah! Cách để chọn núm giả cho em bé của bạn. Cuốn sách thú vị này đây. Tác giả đã dành riêng một quyển sách to cho vấn đề này. Gần như là cả một thư viện. Thật thú vị, bạn không thể ngừng đọc. Ít nhất bạn đã không ghi chú. Ồ không, bạn làm rồi. Cuối cùng cũng hoàn thành. Còn có phần 2 nữa sao? Được rồi, mình sẽ tìm nó. Và đặt hàng. Mình cần hiểu rõ về lý thuyết nuôi dạy con cái. Tối rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi. Nhưng cơ thể mẹ bầu có lịch riêng này. Cứ 3 giờ một lần. Anh yêu, em đói quá. Bạn có thể làm gì? Chỉ có thể làm những điều cô ấy muốn. Đây là một đĩa trái cây. Món ăn tốt cho sức khỏe đây. Và dưa ua nữa. Tuyệt vời. Chà, cô ấy ăn xong rồi. Bạn có thể mang đĩa đi. Phục vụ tuyệt vời. Và bây giờ đến lúc ngủ rồi. Nhưng nhanh thôi, cô ấy lại đói nữa. Đây là ý nghĩa của việc ăn cho hai người đấy. Ryan đang đợi bữa ăn đêm kết thúc. Và anh ấy sẽ dọn dẹp đĩa một lần nữa. Tốt! Anh đoán em có thể ngủ đến sáng rồi phải không? Ryan trở lại vào nhà bếp để lấy đồ ăn. 3 giờ sáng, đến lúc ăn rồi. Lần này có gì đó sai sai. Yêu, súp này lạnh quá à. Anh nấu nó lại đi. Trong thời gian đợi, mình sẽ ăn bánh. Anh ấy lâu quá, mình buồn ngủ rồi. Mình đến trễ rồi. Ngủ ngon. Ngủ, ngủ đi em yêu. Bữa sáng quá sớm. Mua sắm đồ cho em bé, nó thật dễ thương làm sao. Tất cả những thứ nhỏ bé này. Tiếng lục lạc đầu tiên, nhìn này thật dễ thương. Và ông bố tương lai đang có một niềm vui khác. Điều đó có vẻ rất trẻ con đối với Penny. Anh đã tốn bao nhiêu tiền vào mấy cái này hả? Ryan. Anh đã phá hỏng giây phút ngọt ngào rồi. Penny và Ryan đã tiết lộ một điều gì đó thú vị hôm nay. Nếu em bé của họ là con trai hoặc gái, mình tự hỏi nó là gì?
Một bất ngờ tuyệt vời. Chúng ta có nên tiết lộ không? Quả bóng đầu tiên trống rỗng. Quả bóng thứ hai cũng vậy. Không có gì trong trái thứ ba. Thật thú vị. Được rồi, làm nổ quả này xem. Kim tuyến hồng. Là con gái, một cô con gái. Chúng mình sẽ có một công chúa nhỏ. Và cô bé sẽ xinh đẹp giống như em. Niềm hạnh phúc thật sự. Bạn có thích video về mẹ bầu không? Những tình huống này các mẹ bầu đã từng gặp phải chưa? Hãy kể cho chúng mình nghe nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và nhấn vào chuông để không bỏ lỡ những video thú vị từ kênh Trum Trum Select.